Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi sẽ không nói về luật mà chúng ta sẽ nói về những cái góc nhìn của một số cái cơ quan tòa án để chúng ta hiểu được thêm về tòa án. Có một số bạn bè nói với tôi rằng là chị, em đi tới tòa em không được quyền nói, em coi cái chương trình của chị em biết mình phải nói gì. Vui lắm các bạn, thêm một cái kiến thức. Chị, em biết trả lời với tòa như thế nào. Tôi có một cái chị bảo rằng là hồi xưa mà chưa có xem cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì xưng tùm lum á, thấy già già thì xưng là chú, thấy mà trẻ trẻ thì xưng bằng anh, thậm chí là xưng con nữa. Nhưng mà thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi biết rằng là khi mà tôi đến với tòa án thì tôi phải xưng là tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành. Tất cả những cái sản phẩm của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, các bạn nghĩ nó sẽ là của các bạn. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ đồng hành và tất cả sẽ là của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nó không là của tôi nữa mà nó sẽ là của các bạn. Nếu các bạn có những cái đề tài nào mà mới mà trong lĩnh vực khả năng tôi chưa nói thì các bạn hãy để cái comment, tôi sẽ làm. Còn nếu như trong trường hợp mà các bạn nói là hàng không, hàng hải, hoặc là những cái vụ án mà tham nhũng hay những vụ án mà liên quan tính chính trị, tôn giáo thì xin không bàn. Quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái bài báo nói về nơi một cái tòa án rất là ít người. Huyện Tây Giang có diện tích là 900 km², gần 20.000 dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Vị trí nằm phía Tây, cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam 200 km, với 10 xã, trong đó có 8 xã là đường biên giới giáp với Lào. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái bài báo mà do chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sưu tầm được. Nơi tòa án ít Việt nhờ văn hóa truyền thống của người Cơ Tu. Từ khi thành lập đến nay, Tòa án Nhân dân huyện Tây Giang của Quảng Nam mỗi năm chỉ xử từ 2 đến 3 vụ, bàn ghế phòng xét xử để bụi bám. Quá tuyệt vời, đừng vô phước đáo tụng đình các bạn nhé. Tòa án Nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tọa lạc trên diện tích đất rộng hàng nghìn mét vuông ở trung tâm huyện lỵ, mặt tiền hướng ra công viên có hồ nước trong xanh, trụ sở gồm 2 tầng với chục phòng làm việc. Gần 15 giờ một ngày làm việc, cổng tòa án mở, nhà để xe chỉ có một xe máy, xung quanh khuôn viên không một bóng người. Phòng xét xử rộng hơn 100 mét vuông, ở tầng 1, cửa đóng kín, phía trong đầy bụi bặm. Bàn ghế được dồn vào chân tường ở giữa căn phòng, đặt bàn và bóng bàn. Nếu như ở nhiều nơi, Tòa án Nhân dân cấp huyện trung bình mỗi năm thụ lý giải quyết hàng trăm vụ thì Tây Giang chỉ xử 2 đến 3 vụ. Do phòng xét xử ít khi dùng đến, anh em tận dụng để chơi thể thao vào chiều cuối ngày làm việc. Khi nào xử thì bàn ghế được sắp xếp lại. Ông Châu Thình, thư ký tòa án huyện Tây Giang cho hay. Ông Phạm Văn Hân, chánh án tòa án huyện Tây Giang thông tin thêm, đơn vị có 5 người gồm một lãnh đạo, 2 thư ký, 1 kế toán và 1 nhân viên. 15 năm trước, huyện Tây Giang được chia tách từ huyện Hiên gồm Tây Giang và Đông Giang. Khi huyện mới được thành lập thì trụ sở bộ máy của tòa án cũng hình thành và ông Hân đã gắn bó với đơn vị ngần ấy thời gian, từ nhân viên đến khi bổ nhiệm làm chánh án.
Chưa có năm nào chúng tôi xét xử quá 10 vụ, trong đó vụ án lớn nhất chỉ tuyên phạt vài năm tù giam. Ông Hân thông tin cho hay những người gây án không phải là người địa phương mà người từ nơi khác đến. Vị chánh án cung cấp thêm, từ đầu năm 2018 đến nay, tòa mới xét xử 2 vụ nhưng không có vụ án hình sự, chỉ án dân sự, đặc biệt là vụ kiện tụng đất đai, ly hôn hầu như không có. Quý vị và các bạn, những người mà đang làm quý độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, chắc mình mua miếng đất ở đó để mà lên trên đó ở, cuộc sống an bình quá. Ngoài thời gian ít ỏi xử án, những ngày làm việc còn lại, cán bộ nhân viên Tòa án Nhân dân huyện Tây Giang dành thời gian phối hợp với các hội, đoàn thể, thôn, xã để tuyên truyền chính sách pháp luật cho người dân. Mỗi ngày chúng tôi đều có việc làm, không xử án thì đi tuyên truyền cho người dân để biết, để tránh sai phạm xảy ra, ông Hân cho hay. Tiếp lời thư ký Thình cho rằng trên địa bàn ít xảy ra tiêu cực là nhờ chính quyền địa phương có tổ chức phổ biến pháp luật cho người dân rất tốt. Tại các thôn, khi vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra thì già làng phối hợp với các chức năng đứng ra hòa giải và giải quyết kịp thời, dứt điểm. Ngoài ra, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện cũng có nhiều cách hay phù hợp với thực tế để hạn chế trường hợp đắc tiết. Đơn cử, xã A Sang có phong tục trong ngày Tết thì cán bộ xã tạm giữ chìa khóa xe máy của người dân. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đọc cho quý vị và các bạn thì tôi đọc lướt qua một lần và tôi cứ cười thầm rằng là nếu như trong trường hợp chúng ta quay lại ở xã tôi, ở huyện tôi mà có trường hợp này thì chắc chắn là không xảy ra cái tai nạn giao thông. Nhưng mà có vi phạm cái quyền của tự do hay không thì chúng ta sẽ bàn lại. Bởi vì bà con thường hay uống rượu bia, khi cầm lái dễ gây tai nạn. Ông Ríu Liếc, bí thư huyện ủy Tây Giang lý giải, ở địa phương ít xảy ra là nhờ văn hóa, truyền thống của người dân. Theo ông, trước đây người dân sống rải rác trong rừng, khi chính quyền xếp dân cư sống tập trung thì bà con giữ được văn hóa làng bản. Trong văn hóa của người Cơ Tu, ông bà là cái gốc, họ truyền đạt cho con cháu sống không vi phạm pháp luật. Ông Liếu Liếc nói cho hay chính quyền thường xuyên lắng nghe, trao đổi với các già làng, người có uy tín để triển khai chủ trương, chính sách. Mỗi năm, huyện đứng ra tổ chức gặp mặt già làng, người cao tuổi để động viên họ khi triển khai công việc gì liên quan đến số đông người dân thì chúng tôi đều gặp các cụ để xin ý kiến. Nếu họ ủng hộ thì công việc sẽ rất trôi chảy, lãnh đạo huyện Tây Giang nói. Ngoài ra, ông Liếu Liếc để Tây Giang yên bình thì cán bộ phải gần dân, lắng nghe những bức xúc của bà con và sớm giải quyết. Huyện hầu như không nhận đơn của người dân gửi đến khiếu nại, bởi ngoài thời gian họp hành thì cán bộ xuống thôn xã làm việc. Tại đây, chúng tôi lắng nghe những bức xúc của người dân, nếu họ có việc gì ấm ức sẽ giải quyết ngay tại thôn. Ông Ríu Liếc cho biết thêm, trong thời gian tới, chánh án Phạm Văn Hân nói cấp trên đã có chủ trương tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính. Theo đó, tòa án sơ thẩm khu vực được tổ chức một hoặc một số đơn vị hành chính cấp huyện. Theo chủ trương này, có thể tòa án Tây Giang sẽ được cải cách thành tòa khu vực gồm tòa án huyện Đông Tây, Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang. Lúc đó có thể chúng tôi sẽ bận rộn việc xét xử hơn, ông Hân nói. Thưa quý vị và các bạn, để kết cái câu chuyện này thì tôi kể cho quý vị và các bạn nghe. Tôi có một người bạn trong cái việc mà anh nhờ tôi tư vấn trong việc nhận mà mua đất ở các vùng ở đồng bằng, ở miền núi phía Bắc. Thì
anh bảo là ở đây không có chuyện mà nói qua nói lại đâu, giấy tờ là nói sao làm vậy. Thì thực sự rất là hoan nghênh, ở càng đi về thành thị thì cái sự khôn ngoan, cái sự lọc lõi nó càng nhiều. Tuy nhiên thì nếu trong trường hợp bà con dân tộc Cơ Tu vẫn giữ được cái nét truyền thống, và một cái vụ việc gì nó giải quyết từ cái cấp cơ sở, cấp thôn, xã, phường, thị trấn lên đến huyện, thì nó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất cái việc kiện tụng. Ước mong của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là khoảng hơn 700 tòa án trên 63 tỉnh thành, thì mỗi một tòa án thì tôi sẽ có chọn lọc và đọc cho quý vị và các bạn nghe một bài. Hôm nay thì đã đọc một cái bài là Tòa án Nhân dân của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Sắp tới thì từng bước tôi sẽ chọn lọc một số cái bài viết của từng Tòa án Nhân dân quận, huyện để gửi đến phục vụ cho quý vị và các bạn, cũng là để thu thập cái tính pháp lý của tất cả các nơi. Và như phương châm của văn phòng của chúng tôi là chúng ta đi từ trái tim và sẽ cho đi những cái gì mang tính nhân văn nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.